Chào các bạn. Tình hình là ekip của mình vừa mới lượm được một cái này gọi là cái phao cứu sinh các bạn, mà gọi là nó giật dây một cái là nó tự bung ra, hình như là 30 mấy triệu. Wow. Nó lượm ở trên mấy cái shop thương mại điện tử các bạn. Và hôm nay là tụi mình quyết định là sẽ review thử cái cục này coi nó hoạt động như thế nào, và sẵn làm thử hết 25 giờ ở trên đây luôn. Nghe nói là trên đây là đồ ăn nè, hút say sóng nè, đầy đủ các kiểu luôn các bạn. Nghe nói thôi chứ chưa biết, nên hôm nay tụi mình mới review và trải nghiệm luôn nha. Để tránh mất thời gian thì mình thử cái coi là như thế nào ha. Rồi ok, tụi mình sẽ hạ nó xuống, và ở đây nó có một cái sợi dây này nha các bạn. Hạ xuống và nắm cái sợi dây này lại. Sau đó hình như là mình giật sợi dây này là nó sẽ tự bung thành cái bè. Cái cục này thì nặng khoảng 70-80kg gì á các bạn. Và khá là bự nè, mấy nhóc nó kinh không nổi luôn. Mình cứ thử cái gì vậy? Lên. Thôi được rồi, được rồi. Ở đây mình thấy có một cái que pháo sáng hay gì nè các bạn. Chúng mình chuyển sao nha. Rồi ok với đó. Đây. Vô anh ngồi đây nha. Rồi. Đây. Đâu. Rồi. Hả? Có sợi dây để dài cái gì nè các bạn. Sao? Gì có gì đâu. Dây dài dữ rồi, dây gì đâu mà các bạn coi thôi. Mình kéo giờ chắc cũng phải 20 mét rồi nè. Rồi tới rồi nè, tới màu đỏ là tới rồi nha các bạn. Mình kéo sợi dây tới cái dây màu đỏ này là nó tới rồi nha. Mình phải đá nó ra xa cái. Mình dột cái cục nó xuống, sau đó mình giật dây á thì nó cái cục nó cứ lăn tới lăn lui các bạn, cái kết quả tự nhiên nó nãy nó ọc cái máy liều xuống hơi fail. Thế là cái phải chuẩn là giật là phải tự auto nó đưa cái máy lên đúng không? Đúng rồi anh, y như kiểu con lật đặt vậy á. Lật lên cho mình. Rồi bây giờ kết quả là bên trong bây giờ là nước không rồi các bạn ơi. Mình chưa kịp sinh tồn đó, mà mình tắm biển luôn rồi. Dạ. Nó đủ hơi nó tự ra vậy á. Gắn lại. Chưa chơi mà thấy có gì mà đâu. Rồi sau khi ăn đã lau dọn sạch sẽ rồi thì ráo nước luôn rồi thì tụi mình chơi thôi nha các bạn. Đầu tiên là cho bốn thằng áo phao vô trước. Cái gì đó mình đánh luôn. Đấy, đồ dùng đồ bắt cá rồi sinh tồn rồi đem đi hết. Rồi anh xin phép anh đem anh lên trước nha. Ok, mọi người đứng cản nha. Thôi cản. Xuống nhẹ ba, không ráo nước hết ăn. Ráo nhẹ ba. Anh Nam ơi, em hả? Mình anh thử thách trong đó được anh ơi. Trừ lương. Mình anh trong đó được rồi. Đi anh ơi, đi. Xuống nhẹ ba ơi. Yeah. Vui quá. Rồi hãy dây mọi người, hãy dây đây. Tạm biệt nha mọi người nha. Bye bye em nha. Rồi tình hình là say sóng quá các bạn ơi. Cảm giác bây giờ nãy giờ mới được có 5 phút mà mình quên bấm giờ nữa chứ. Biết nãy bấm giờ là cộng 5 phút vô nha mọi người. Ok, mình bấm giờ đủ 25 giờ vô nha. Thôi đồng hồ chạy rồi nha. Đồng hồ này không có tua được các bạn. Sau 5 phút ở tinh bè thì giờ cảm giác sao anh? Em cảm thấy vô boss lắm anh. Em có thể em nghĩ là em chơi ở đây được khoảng 7 ngày em mới vô. Anh chắc được khoảng 7 tiếng là maximum với em. Tại vì á, mình là dân con của biển. Mình đi đánh lưới xa, mình đi công tác xa, mình đi cả tháng mới về là cái này nhăm nho dữ mình. Đánh lúc mơ hả? Ok. Rồi tình hình là cái tên cái bè này là mấy bạn thấy có số 6 nè các bạn. Số 6 với hình ngưỡng là được 6 người. Và tụi mình chơi 4 người, cộng thêm cameraman nữa là 5 người nha. Đó, có lắc kiểu đợi ơi gì vậy? Nào lắc mày? Rồi nói chung là bên trong thì sẽ có làng Dĩ Lật Lìa với lại Tú ở Bắc Ối nha các bạn. Em sắp ói hả? Em là đứa con của biên cả. Là sao? Em là hỷ hủ. Nói chung là tên bè cứu sinh này là mình với Ngang phát hiện là ngồi ngoài đây là nó đỡ say sóng nhất. Còn ngồi trong các bạn nó vừa hầm vừa nóng mà nó vừa có không gian kín đó. Nó say sóng nhân hai. Vậy mà hai hàng say sóng ở đây ngồi trong. Vậy là cái bè này ai mà say sóng đi là tắt công chuyện luôn nha các bạn. Tình hình là say sóng quá nhưng mà mình vẫn phải cố gắng quay clip cho bạn xem nha. Đó chính là mình sẽ review đồ ở trên cái tàu này. Tàu này thì nó có một cái tấm rèm này nó phải giặt mãi đái luôn các bạn. Nó cứ sao sao không có tép lên được, nó dày là hết cỡ rồi.
càng ở trong đây á càng nhức đầu. Nhức đầu không anh? Không anh à, không nhức. Quá giật. Nhức đầu quá mình chuyển hết nổi vậy bạn. Chắc clip này mình làm được 7 phút quá. Ok. Đầu tiên là cái này nè. Ở đây mình có cái này, cái Google mình theo đỡ các bạn, nó có một cái túm này nè các bạn. Nó dành, chắc mình nghĩ là mưa xuống cái lấy này hứng nước mưa. Mưa nó chảy cái máy, chảy đây hứng nước mưa. Rồi à, phía bên đây thì chúng ta sẽ có một bịch đây có cái gì nha. Còn này có bịch gì nha các bạn. Chúng ta sẽ có những cái tờ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh với lại tiếng Trung Quốc. Rất là nhiều luôn. Bên trong là mấy cái chỗ có khoảng trống như vậy, mình nghĩ là nó dành di chúc hay sao các bạn. Đây là y như là mình đang bị đắm tạo trên biển á. Ồ, giấy phép đồ, ngọc đồ các kiểu nè. Wow. Có di chúc gì ghi vô đây em? Hả? Ghi vô, di chúc gì ghi vô em? Giao tài sản lại cho anh hai. Ờ. Rồi cuối cùng trong bịch thì sẽ có mình nghĩ đây là hút xe tàu xe đó bạn, mà tiếng tàu không à. Hút xe sống á. Trước khi lên thì tụi mình đã uống rồi nên chắc là sẽ không uống nữa đâu các bạn. Suy hẳn. Để chút nữa hơn, nghe nhức đầu quá mới chơi cái này nha. Và trong cái lo hộp này chắc cũng là hút luôn á. Này cũng vẫn là mấy viên đó các bạn. Nhưng mà nó dạng đóng trong trong chờ, trong chai nha. Giống y với viên này luôn. Bây giờ rồi, tiếp theo phía đây thì chúng ta sẽ có một cái đồ kéo, có gì đây. Ồ oh, được. Con dao gì mà mũi nó có nhọn. Chắc là mũi không nhọn dành không có đâm lũng tàu các bạn. Dao cố ý là chỉ là dùng để mà mình cắt cá, màng cá, cắt dây được cái kiểu thôi nha. Em nghĩ có thể cắt thịt lẫn nhau để ăn. Hơi ác à. Không thành thời quá nha. Rồi phía bên đây thì mình có một cái hệ thống mà nó bơm hơi á mày, nó tự động bơm nè. Hồi nãy mày thấy con tép pháo sáng đâu ta? Đây cái trái mà đỏ đỏ rồi trắng trắng đó bạn, là tép pháo pháo sáng á nha, mà nó trôi xa quá mình lấy không được. Tối nay mình đốt thử nha. Chắc sắp đi anh ơi. Caraman em đi ăn Quảng Ngãi em phải đi biển nhiều mà kỹ em. Em chưa là lần đầu tiên anh. Chắc sắp đi em đi trước người chơi. Caraman mà nó không quay vậy. Nãy ở đây có dây dành. À, giờ mình lụm được gì mình quăng kéo vô bạn, có cái phao này, cái vòng tròn này với lại dây nè. Chứ nếu mình quăng vậy ra mình kéo vô. Rồi phía bên đây thì mình có cái bịch ối nè các bạn ơi. Mà quá đời heo. À mà thở oxy, này có oxy rồi đó nè. Chắc vậy á. Bắt ối quá. Tại quên ngồi lên cái cục này nha các bạn. Không biết là gì, mở cái gì thử nha. Bắt ối quá. À, chắc sao không qua nổi điểm trăng này. Mở sao cái trời. Lấy bịch thử em. Đóng luôn các bạn, cái này ăn chắc 3 tháng quá. Sẽ thử có gì không. Nhức đầu quá. Đây anh. Cái nước. Ủa nước. Uống thử cái nước uống được không ta. Muốn thử nè. Được rồi. Chỉ hết nổi. Chết chết quá. Ý như nước cắt á anh, nhưng mà nó có mùi ni lông. Rồi có tí mùi ni lông trong đây nè. Cái bịch ngoài đây nè, cái mùi của cái bịch đó. Rồi Linh tới công chuyện rồi nha các bạn ơi. Caraman tới công chuyện rồi. Hết Caraman luôn rồi. Đang review tạch luôn rồi. Rồi giờ mình review luôn rồi. Chạy nó rồi. Thấy đằng sau có mấy chèo gì nha. Ở đây à. Đây thử cái bự luôn. Có cây chèo nha các bạn. Đây có cây chèo. Gắn hết rồi. Ok. Còn bên đây là cái gì vậy? Thì em nghĩ là ốc hơn. Rồi tình hình là mình chơi mới được có 52 phút thì mình vô bờ rồi nha các bạn. Mình chứ lên vô bờ rồi. Chịu hết nổi rồi, đuối quá. Bây giờ là ở ngoài đó là còn ăn, tú với chị. Mấy đó nó khỏe bạn, trẻ khỏe. Thử coi nó gồng được bao lâu nha. Mình thấy là chắc là khoảng 7 phút nữa là đủ 1 tiếng là nó đầu hàng là vừa rồi nha. Nhức đầu quá. Tình hình là anh Lâm với cameraman Linh chịu thua rồi nha các bạn. Và hiện tại thì tụi mình chỉ còn có 3 người thôi. Mình vậy. Thấy sao em? Quá bình thường anh này chơi 7-7-4-9 ngày luôn quá. Quá dữ em. Đỉnh á. Và tú. Rồi em đang chuẩn bị đi ngủ nè. Hình như là nó ở đâu nó ngủ cũng được hết á.
Còn bây giờ thì mình sẽ review cái đống đồ hồi nãy mình đang review lỡ dở nha các bạn. Hộp màu đỏ đó là gì em? Cái này là pháo pháo tối hay pháo sáng nha các bạn. Này như đồ con cá giả vậy bạn, màu giả rồi nè. À mấy cái này là mấy cái lưỡi câu nè. À, câu câu cá trên biển ăn sashimi. Wow. Tiếp theo. Có cái này cam cam này thú vị lắm mà gì. Tiếp theo. What the hell? Thôi xong rồi, thôi xong rồi. 7749 ngày gì kỳ em đang review đó vợ. À cái này là cái đèn pin nha bạn. Pin bị gọi tối bắt cá rồi nè. Xin tạm luôn. Tiếp. Thôi xong luôn, thôi xong luôn rồi. Thôi. Và chỉ còn có mình thôi. Để mình tự review luôn nha. Thôi cồng kềnh nha các bạn. À, cái này là một cái túi phao. Theo mình biết là vậy. Hoặc là đồ lọc nước. Review nhanh luôn. Còn cái này thì đằng sau có hướng dẫn đây các bạn. Đó là túi ngủ. Một cái. Để em nghĩ, mình nghĩ là chắc có 6 cái á. Tại vì trên phao nó để là 6 người mà. Kế tiếp là áo phao. Ở đây có để hình rõ ràng luôn. Áo phao mặc vào và chờ trực khăn cứu. Lại là áo phao. Và trong đây thì mình thấy có cái hộp gì này vậy? Khui ra em. Anh nghĩ là đồ đóng hộp á, đồ ăn đóng hộp á. Ủa, ở này. Cái này mình dưới dĩ cũng bó tay à. Ai biết thì bình luận bên dưới cho tụi mình biết nha. Có hai hộp giống vậy luôn á. Cho qua. Còn cái này thì mình nghĩ là ống bơm. Cái này giống như túi thần kỳ Doraemon. Này là bịch cứu hộ. Gồm có thuốc gì toàn tiếng Anh không à. Không dịch được. À mấy cái áo phao. Có cái này lạ nè. Gì? Ghé em. Gì đây? Tính mấy cái nghe khỏe người luôn. Ủa cái này pháo sáng loại lớn. Cái này loại bung dụ hay gì á. Có cái loại nó có hình luôn kìa. Loại bung dụ. Út. Cái gì đây? Có cả kéo bên trong nữa. Đồ đánh lửa nữa. À, vật dụng sinh tồn ngoài biển. Này giống như cái đồ lọc nước đó các bạn. Mọi thứ thì trung bình nó có 2-3 cái. Đó nè các bạn ơi. Giờ mình sẽ cắt vào chỗ cũ. Sau khi mình review hết trong cái túi á, thì mình cảm thấy là trong cái túi này á, nó không có đồ ăn các bạn. Chỉ có nước thôi. Hơn á là tụi mình có mang theo đồ ăn trong ba lô. Trời ơi. Sẵn tiện trưa rồi. Nên tụi mình cũng quyết định là ăn trưa luôn. Ăn trưa em, trưa nay ăn gì em? Trưa nay Hiền Dĩ nó ăn bánh mì, uống cam nha bạn. Và mình sẽ review sơ cái cặp dĩa nó có những gì nè. Review sơ luôn. Bánh, bánh mì, bánh ngọt. Còn có cả trái cây luôn. Vậy nó mới ngon ăn. Ừ. Còn đây là hộp gì em? Ba hộp cơm ăn. Cơm và mình nước. Tù có nước yến. Nói chung thì cái cặp của dĩa nó chỉ mang đồ ăn liền các bạn. Hướng về cơm. Nó còn tốt. Trưa nay em ăn gì? Trưa nay em ăn độn liền anh. Nhưng mà nhiều quá. Để em hui ra coi em sẽ ăn gì nha. Wow. Đây là đặc biệt là cái này nè. Sữa hộp đỏ. Hương hiệu làm nên tủ. Cái này nữa. Ba quy chip. Em đi quên đem heo cần hay sao mà em bút cái này ăn xong cái em tự vẫn luôn em. Đồ của Tú thì heo mình thấy là hướng về. Ôi trời ơi. Ủa em ăn đồ của Trung Quốc không em? Em thấy nó bắt mắt quá nên em mua anh. Ờ, Tú nó ăn toàn là đồ ăn vặt của kiểu mà của Trung á các bạn. Cái đầu hũ húi nữa. Cái đầu hũ húi đây nè. Cái này là gì á Tú? Bộ tử hay cái lưỡi gì á. Ừ. Vậy chưa em ăn gì? Theo mình thấy thì nói chung thì cái cặp của Tú thì nó hướng về đồ Trung Quốc á các bạn. Cái anh này nó chơi gu lạ thiệt á. Em thấy này bắt mắt nè. Chắc em ăn thử này nha. Ừ, ăn thử đi. Giống da cá quá anh. Ồ. Chắc nó là da cá. À, nhìn giống như snack á, da cá. Ừ, cái này ăn được lắm á. Ăn thử không anh? Thử chứ. Ăn thử luôn. Không mời bởi rồi. Ừ, giòn, ngọt ngọt.
có nghe mùi của cá nữa. Ngon quá. Tính ra đồ chung cũng được chứ bộ. Trưa nay mình sẽ uống cái hương hiệu của mình nha mọi người. Ok. Chớp chó. Sợ uống cái mình đập quá mọi người. Trời ơi, nó béo. Mất còn mua lắm á. Bữa trưa của mình là chỉ đơn giản và đạm bạc vậy thôi nha. Và cuối cùng là mình. Mình cũng mang đồ ăn nhiều lắm bạn. Mình cũng phòng hờ là trong cái túi đó không có đồ ăn. Một cái khăn, khăn giấy ướt, đồ ăn liền, quân đội. Có hai cái luôn, hai cái đồ ăn liền, quân đội luôn bạn. Đồ ăn liền, quân đội. Cũng là quân đội nhưng mà nó khác cái trước. Đồ ăn liền, quân đội luôn. Và ba chai nước để trụ trong 25 giờ. Hết rồi các bạn. Ở trong đây thì mình còn có đồ thôi à, quần áo. Trưa nay thì mình quyết định là mình sẽ ăn món này. Tên là Pitaco Filling. Không biết là món gì nữa. Nhưng mà có một điểm trừ nha. Cảm ơn á. Thiết kế cái chỗ mà có chỗ xé. Ồ, sau khi mình khui ra thì mình được như thế này các bạn. Có những cái túi. Quá trời túi luôn. Nấu cà phê. Mình thấy cái nào nó cũng như cái nào hết nên mình cứ chọn đại ha. Mình ăn cái bịch này thử đi. Cái bịch này là y như thức ăn ăn nhanh đó bạn, trong mấy cái siêu thị á, và mình chế sữa vào mình ăn. Nhưng mà trong đây thì mình thấy có đậu phộng nè, nho khô và cái gì màu xanh xanh này không biết, nhưng mà mình nghĩ là sô cô la ăn để có đường. Để anh thử không? Đúng y luôn, sô cô la. Thử thôi. Trưa nay thì mình ăn đơn giản, ăn đồ lương khô quân đội và uống nước. Nước khoáng. Còn bây giờ thì sau khi ăn xong thì mình sẽ nghĩ là mình ngồi mình nằm mình nghỉ mệt nha bạn. Bắt đầu mình thấy chán chán rồi đó. Nãy giờ thì tụi mình ngồi lên đên trên biển như thế này thì cảm thấy chán quá các bạn. Và hơi chóng mặt. Nên mình quyết định là tạo sân chơi cho mấy đứa nhỏ. Đó chính là chơi trò chơi rút gỗ trên phao cứu sinh. Xem coi nó như thế nào nha các bạn. Đây. Đây cây que rút gỗ của tụi mình. Sau một hồi ship cái háp gỗ thì cuối cùng tụi mình cũng ship được rồi nè các bạn. Nó sẽ được như thế này. Và tay mình phải dịnh như thế này. Còn giờ mình sẽ hải ra như coi nó có ngã không nha. Ơi chưa ngã. Vẫn chưa được nha. Tú, rút lưới, tú. Không ổn rồi. Rồi hả. Xem em. Dính lên, anh dính ra. Đó, kêu vậy. Rồi tình hình là thử thách được 1 tiếng 38 phút rồi các bạn. Mình nghĩ là không chơi nổi 25 tiếng đâu. Ngoài đó là mình nghe tụi nó gọi bộ đàm vô là nó lật lì hết rồi. Nên bây giờ mình quyết định là sẽ tiếp thêm cho tụi nó một cái động lực để nó chơi lâu hơn nha các bạn. Đó chính là sẽ làm chuyển qua làm người cuối cùng gọi trên cái bè cứu sinh lụm mơ cũ. Và chơi phiên bản cực dễ luôn, có 3 người chơi nha các bạn. Đó chính là Tú, Toàn và An nha. Bây giờ mình sẽ gọi thử cái nụ nó có chịu chơi không. À, bây giờ em kêu hai bé đó dậy và nói với mấy bé đó là bây giờ anh Lâm kêu làm thử thách người cuối cùng rời khỏi bè cứu sinh. Ai rời cuối cùng lụm mưu cũ nha em, cho nó có động lực. Oh. Đúng ai luôn. Oh my god. Hai đứa. Hả? Em nè. Ba đứa chơi thử thách người cuối cùng rời bè hắn 10 triệu không? Chơi cho có động lực, chơi không? Chơi anh luôn anh ơi. Cái này chắc chơi 7-7-49 ngày luôn quá. Okay. Có động lực rồi. Rồi ok vậy nha, ba chốt kèo nha. Nào mà thằng nào mà gời cuối cùng lụm mười cũ, còn nào cứ lên là sẽ có hình phạt nha. Ok. Tụi lụm kèo nha bạn. Ok. Rồi. Lụm kèo nha, hết.
Thôi mình đi ói đây nha bạn, mất nhức đầu quá. Ôi trời, đang hiểu động lực, tự nhiên Lam nói người cuối cùng trên phao thắng 10 củ, lại có động lực nữa chơi tiếp rồi. Kiểu này mình thắng chắc rồi bạn. Nhìn xem, hai cu vợ nằm lật lì rồi. Sớm mua gì nó cũng lội thôi, chắc khoảng chừng 2-3 phút nữa à. Thôi Tú, thôi, thôi vậy. Mày chơi 7-7-9 ngày luôn, không thua. Láo thiệt. 15 minutes later. Ngang ngói rồi nha các bạn ơi. Mình nghĩ là mình chịu không nổi các bạn không? Mình đầu hàng. Mình sẽ vô bờ nha. Mình nghe nói là hình phạt của người thua là phải lột đồ ra và bơi vào bờ. À, chịu không nổi à? Tay mình biết bơi nhưng mà phải vẫn phải mặc áo phao cho nó chắc chắn. Rồi nhảy nha. Bye bye hai đứa nha. Ok luôn. Đúng nói rồi. Rồi tình hình là từ xa là mình thấy thằng An nó nhảy vô xuống nước các bạn ơi. Nãy mình quên nói với bạn, hình phạt là ai hô là sẽ nhảy xuống nước nha, bơi từ ngoài đó bơi vô. Và thằng An nó mới có 2 tiếng 4 phút là tập rồi nha các bạn. Đây nó đang bơi vô các bạn. Hello. Chị chơi được 2 tiếng nữa tập rồi em. Mời quá trên đó. Sống nó đánh mà em cầm nó mượn luôn. Ói luôn cái hồi em cảm thấy là vừa sức rồi, nên đầu hàng rồi. Chứ sao tụi nó không vậy? Nó khỏe quá. Nó khỏe quá hả? Nó ngủ không hả? Nó ngủ, cho dù ngủ mình cũng ói nha. Chứng tỏ là nó khỏe. Rất khỏe. Rồi bây giờ chỉ còn mình với thằng Tú thôi nha mấy bạn. Tú giờ nó ngủ rồi. Giờ nó là nó hụ nặng ký nhất của mình luôn. Nó ngủ không à. Bây giờ mình cũng nghe quá khỏe rồi chứ không có áo gì năng nha mọi người. Ơi này chắc sống ở đây 7-7-9 ngày luôn quá. Ngủ giết kìa. Tình hình là mình đang ngủ kia mình tỉnh luôn các bạn ơi. Giờ mình đói giờ mình sang thêm một bánh mì nữa nha. Tú thì nó ngủ rồi bạn. Nó ngủ bất giác luôn, nắng gọi mặt nó không tỉnh luôn nè. Hay thiệt. Giờ mình sẽ ổ bánh mì cuối cùng. Mấy hộp cơm mình sẽ để dành ăn buổi chiều và buổi tối nha các bạn. Mong mà nó không bị hư. Many minutes later. Tình hình là mình ăn ổ bánh mì vô với uống miếng nước vô các bạn. Phải chừng 15 phút sau bụng mình dở lình xình. Nhìn nhức đầu quá. Thì sống nó này lớn quá hay sao các bạn. Nó cứ dập dìu bị giết nè. Đầu còn ông nội Tú hiểm ngủ nè. Ngủ há hỏng luôn nè các bạn. Sao nó khỏe dữ à. Nó lên đây nó ngủ không mà. Chắc mình chơi không lại nó quá, chắc mình gờ quá. Rồi tình hình là mình nghe anh Vĩ báo là có đứa đầu hàng nha bạn. Không biết là đứa nào nói là có đứa đầu hàng. Nó kêu mình quay, chuẩn bị có người nhảy. Vợ khách mới có gần 4 tiếng mà đã có đứa đầu hàng nữa các bạn. Để coi ai thắng. Rồi xong rồi mình cũng đã thay đồ xong nha các bạn. Vì trước khi đi mình sẽ gửi gắm cho nó một món quà. Xúc xích, mình sẽ nhét vô họng nó. Nó ngủ nó hả họng hay ghét quá các bạn. Đây, xúc xích. Rồi bây giờ mình sẽ bơi vô nha. Rồi
Nước biển vô mặt luôn quá mấy bạn ơi. Mệt quá. Dạ, anh là con dễ tới rồi. Vô lên câu. Hôm ơi, bye bye. Chính quen. Ủa, em đầu hàng á, sao nãy em nói em đầu hàng á là đúng luôn. Nói em đầu hàng, em hết não rồi. Tú hả hả? Đúng anh. Dạ, anh nghe. Khó quá. Giờ nó ngủ rồi đó, giờ cho kêu vô giờ. Con cũng phải mà. Tú vậy tôi ơi. Nấu lấy tiền luôn rồi, thôi mình chọn đồ về. Đi. Mệt quá. À, nói chung là cái thử thách này là bị fail nha các bạn. Không có nào mà 25 giờ mà tôi nổi lên trên được từ Hy Cư Giang hoặc là người nào mà cực kỳ khỏe. Chứ đám tụi mình là bó tay rồi, không thử thách bản thân nổi các bạn ơi. Mới có 4 tiếng là tạch hết luôn rồi. Giờ là chỉ còn một mình thằng Tú nó ngủ ngoài đó. Nên chắc là mình kết thúc video tại đây nha các bạn. Nếu như nhiều bạn ủng hộ thì lần sau tụi mình sẽ chơi ở đâu đó mà đỡ sống hơn. Chứ sống vậy là tới công chuyện rồi nha các bạn. Ok, tạm biệt các bạn. Nó ngủ gì chết về đó luôn rồi.